nữ quái hà trại, phó tướng của bà trùm Phúc Bồ và những phi vụ đình đám. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Làm trùm thế giới ngầm, đương nhiên, Phúc Bồ có nhiều đàn em số má. Hà trại, tức Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1975, ngụ quận Hai Bà Trưng, một nữ quái dưới trướng bà trùm. Không chỉ từng cứu mạng Phúc Bồ, Hà trại còn là cánh tay đắc lực, giúp bà trùm tranh giành lãnh địa. Quái chiều của cánh tay phải bà trùm phúc bồ nhưng năm 1990, người Hà Thành không lạ gì với cái tên Phúc Bồ, tức Nguyễn Thị Phúc, ngụ quận Hoàn Kiếm. Thời điểm hiện tại, Phúc Bồ đã về với đất, nhưng lúc sinh thời, bà ta là một thế lực khét tiếng giang hồ Hà Thành. Năm 15 tuổi, thì đã được đưa vào trường giáo dưỡng. Rời trường được một thời gian, Phúc đã sớm trở thành tay anh chị có tiếng ở khu vực chợ Đồng Xuân. Năm 1993, Phúc phải vào nằm trong nhà tạm giam về tội không tố giác tội phạm. Sau khi chợ Đồng Xuân bị cháy và chợ tạm Phùng Hưng ra đời, một đàn em của Phúc là Nguyễn Văn Thắng đứng ra làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hàng Mã cho thành lập tổ bốc xếp tại đây. Bọn đàn em của thị trong vỏ bọc tổ bốc xếp đã ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản công dân để ăn tiêu và mỗi tháng cúng cho thị từ 4 đến 50 triệu đồng. Có tiền trong tay, Phúc Bồ còn tổ chức nhiều vụ đâm thuê chém mướn, bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền. Ngoài ra, còn tổ chức các vụ đòi nợ thuê dàn xếp các mâu thuẫn vân vân mà thực chất là cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản của công dân với lệ phí từ 10 triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng mỗi vụ. Hà là con gái một chiến hữu của Phúc Bồ, biệt hiệu giang hồ của cô cũng được thừa hưởng từ bố. Thời trẻ, bố Hà ra tù vào tội liên miên, lúc xế chiều sức khỏe yếu, không làm ăn được gì nên gia cảnh rất khó khăn. Khi Hà 18 tuổi, cám cảnh nhà bạn cũ, bà Trùm gọi cô về dưới trướng, tạo cho công việc làm ăn lúc này phúc bồ đã giành quyền bảo kê chợ tạm phùng hưng đàn em đông lợi nhuận tốt ban đầu hà được giao những việc vặt như ghi chép sổ sách thu chi nhưng không lâu sau một cơ duyên khiến đời hà thay đổi cũng chẳng thể nói là tốt đẹp hay tồi tệ hơn bà trùm có hai con trai đứa đầu tên kháng hơn hà vài tuổi giang hồ cho rằng kháng thuộc dạng văn rốt võ giát quen giữa bóng mẹ là chính gã cũng có vây cánh riêng nhưng toàn ăn chơi xa đọa thậm chí còn nghiện mai thúy. Trong giới giang hồ thì Kháng có biệt danh là Kháng Bựa, cũng từng là hung thần khét tiếng trong những trại cai tại miền Bắc. Gặp Hà ở chợ tạm, Kháng nhanh chóng bị vẻ đẹp non tơ của cô đốn gục, trở thành người yêu của Kháng. Hà ít phải ra chợ, chỉ ngày ngày theo Kháng cưỡi xe phân khối lớn, lang thang ăn chơi bát phố. Biết chuyện hai đứa, bà Trùm không phản đối, chỉ dặn con trai, đừng làm gì quá đáng, để mang tiếng mang tài người lớn. Bà Trùm quá hiểu con mình, ăn chơi khét tiếng, thay người yêu như thay áo. Lường trước giang chuyện này rồi cũng chẳng đến đâu, nhưng hà trại không hề đơn giản. Cô vất vả từ bé, lại thừa hưởng không ít từ ông bố tù tội, đặc biệt là sự rắn mặt. Vụ việc cô cứu mạng bà Trùm năm 1994 minh chứng cho điều đó. Hôm ấy một xe chở vải vóc, đeo biển kiểm soát hải phòng, bỗng chở chứng, cư nữ chuyện phải nộp lệ phí vào chợ, trong khi đây là luật bất thành văn xe chở hàng gì ở đâu đến phải có tiền bảo kê người lái xe cứng cỏi nói tê một đại ca vàng đất cả mong được nể mặt vì xe hàng này chỉ đi một lần theo dạng giúp đỡ chứ không mang tính buôn bán quân của bà trùm đương nhiên không chịu vì giang hồ có luật ai cũng nể mặt thế thì có mà nể dài dài bốc cám mà ăn cãi nhau to tiếng đàn em phúc bồ điên tiết lôi lái xe xuống dần cho một trận rồi bắt quay đầu xe trực chỉ hải phòng đêm ấy ôm nhau trong khách sạn kháng tiện miệng kể lại chuyện nghe tên đại ca đất cảng hà bỗng vùng dậy em có nghe bố em nhắc đến người này nếu đúng ông ta thì chuyện to đấy hà đòi về nhưng đang phê pha lại lười nhác kháng không chịu gã không tin có ai dám to gan động đến bà mẹ khét tiếng của mình vậy là hà tất tả một mình phóng xe về nhà bà trùm ở ngõ tạm thường phố hàng bông đã gần nửa đêm bà trùm say rượu ngủ trong nhà đàn em thân tín người về nhà, kẻ đi chơi tản mát hết. Chỉ có vài đệ tử thuộc cánh của Kháng là ngồi canh cửa. Hà trại cảm giác không ổn chút nào. Trong lúc cấp bách, cô bỗng này ra một kế. Hà gọi đám đàn em của Kháng lại bảo. Chú mày, chạy một vòng, gọi người quen, bạn bè, bạn của bạn nữa cũng được. Gọi về ngõ tạm thường, chị Hà mời rượu. Càng đông, càng nhanh càng tốt. May mắn là đám thanh niên dỗi hời cũng nhiều. Nghe nói được uống rượu miễn phí thì ngay lập tức có mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có gần 50 người tụ về ngõ. Lúc này, quán xá đã nghỉ hết. Hà Sai đi mua rượu, đồ ăn, rồi mượn bàn ghế bay trải dài từ cửa nhà ba chùm, suốt dọc con ngõ. Sắp xếp xong xuôi, Hà quan sát và khá yên tâm. Từ ngoài nhìn vào khung cảnh cười nói xôn xao, khó phân biệt là giang hồ thật hay giả. Chừng một giờ sáng, đầu ngõ phía phố Hàng Bông đỗ xịch một chiếc xe loại 16 chỗ, biển Hải Phòng. Cửa hông xe mở bật ra, nhưng chưa thấy ai bước xuống. Nhanh ý, Hà vẫy mấy đàn em lừng lưỡng tiến ra. Do Hà dặn trước, cả đám đều cho tay vào bụng, giả như dấu hàng nóng. Đi đầu tiên, Hà thấy rõ sự lừng khừng của đám trong ô tô. Rồi dường như thấy đối phương đã có chuẩn bị, không dễ chơi. Cánh cửa sập lại, chiếc xe phóng đi mất hút. Hà thở phào mà toát mồ hôi lạnh. Chỉ một chút sơ hở bị phát hiện, hậu quả không biết đến đâu. Dù đã đóng giả học trò. Hôm sau, vụ việc được kể lại với Phúc Bồ. Bà Trùm cũng phải thán phục sự gan góc cùng cách xử lý tinh quái của hà nhưng trong thâm tâm bà trùm hiểu rằng hà đã cứu mạng mình giang hồ đất cảng không nói chơi trong xe ô tô ấy chắc chắn toàn sát thủ cùng hàng nóng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối mặt như hà mọi sinh mích sau đó được dàn xếp ổn thỏa có công đầu hà lên số cũng được nhấc lên làm đàn em trực tiếp của bà trùm lúc này ngay cả kháng cũng phải tôn trọng người yêu đám đệ tử dưới trướng thì nghe lời đàn chị răm rắp chưa đầy 20 tuổi nhưng Hà làm việc đâu ra đấy, không hề kém cạnh đám đau búa đàn ông. Và bà Trùm rất thích Hà ở chỗ, cô luôn biết dùng cái đầu, suy nghĩ cặn kẽ trước khi hành động. Vụ tranh chấp bảo kê một nhà hàng ở địa bàn quận Long Biên đã thể hiện rõ mưu sâu kế hiểm của Hà. Cuối năm 1994, một bà chủ nhà hàng thông qua mối quen biết đã cầu cứu bà Trùm. Nhà hàng kiêm karaoke với hàng chục phòng hát nằm ở vị trí đắc địa đối diện vườn hoa Gia Lâm ngày ấy quán rất đông khách và đã có bảo kê. Vấn đề ở chỗ băng bảo kê cầm đầu bởi một du đã mới nổi có tên Cường Chèm lại quá lộng hành. Họ yêu sách đủ thứ, còn chiếm một phòng hát ngay mặt tiền để tụ tập, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Bà Trùm cũng muốn mở thêm địa bàn nhưng vẫn phải đắn đo. Bà ta quá hiểu đám mê lớn, luôn sẵn sàng đâm chém để lấy số má, xử lý không khéo, thắng cũng chẳng thêm vẻ vang, mà thua thì băng chợ tạm Phùng Hưng biết giấu mặt đi đâu. Thấy bà Trùm suy nghĩ, Hà Trại hiểu ngay ổn khúc nên sẵn sàng gánh trách nhiệm. Cô nói, cứ để nhóm đó còn với anh Kháng xử lý với danh nghĩa cá nhân. Dù thế nào, cô cứ coi như không nhúng tay vào. Sau vài ngày tìm hiểu đường đi nước bước của băng cường chèm, một chiều Hà và Kháng tụ tập chừng 20 đàn em. Hà lạnh tanh căn dặn, tối nay chúng mày đều phải mặc áo trắng dài tay, mang cặp, mang túi sao cho giống học sinh vào. Đồ chơi giấu kín và cấm thằng nào để lộ xăm trồ. Đúng 20 giờ, chia nhau từng nhóm hai ba đứa tản vào vườn hoa như học sinh đi học. Khi tao với anh Kháng dụ bọn Cường chèm sang thì cùng nhau ra tay. Mọi việc đúng như Hà Trại dự tính, băng Cường chèm hùng hổ đòi đuổi theo cặp đôi vào vườn hoa. Họ không thể ngờ, đám học sinh áo trắng bỏ trong quần bỗng hóa thành dù đáng lầm lầm đào kiếm. Hầu hết đều bị thương, chạy toán loạn, riêng Cường chèm dính nặng, gục tại chỗ. Vụ việc sau đó được đàn em thân tín của Phúc Bồ dàn xếp ngay trong bệnh viện. Cường chém nhận một khoản đền bù, bốc khơi khỏi khu vực Long Biên. Hà chạy lên số rất nhanh, nhưng cũng sớm rời khỏi băng nhóm. Nguyên do Kháng không thích cái sự người yêu vượt mặt mình. Và hơn nữa, với bản tính trăng hoa, Gã cũng chán Hà đến tận cổ. Cãi vã đánh đập xảy ra thường xuyên. Rồi đầu năm 1995, Kháng đánh Hà tới mức trụy thai, phải đi cấp cứu. Phúc Bồ hiểu mọi chuyện và dù rất thương Hà, bà ta vẫn phải chọn con mình. Thăm Hà trong bệnh viện. Bà chùm cho cô một khoản tiền lớn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không thể giữ được đứa đã chán mình, con bỏ thằng Kháng đi, cầm số tiền này về giúp đỡ gia đình, đừng theo băng nhóm nữa. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1996, Công an quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và kê biên tài sản đối với phục bồ. Tại nhà thị ở 40 Hàng Bông, Công an đã thu được một số giấy tờ có nội dung nhờ băng tội phạm này, đòi nhà thuê. Tại 217C Thái Hà, nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến các hoạt động phạm tội, vân vân. Đến ngày 22 tháng 7 năm 1996, cơ quan công an đã bắt giữ 23 đối tượng, ra một số lệnh truy nã, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh, con trai Phúc Bồ, về hành vi tổ chức vận chuyển, mua bán và sử dụng chất cấm. Khai thác mở rộng, công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ Phúc Bồ cùng đồng bọn đã gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật tại 80 hàng Bồ. Trong băng nhóm tội phạm Phúc Bồ, người ta còn nhắc đến Dương Tử Anh, người tình của thị một võ sĩ quyền Anh sau khi mãn hạn tù tự nguyện thành võ sĩ riêng và giúp sức đắc lực cho phúc bồ hoành hành. Cũng vì mối tình này, trong một lần tranh chấp lãnh thổ hoạt động với băng nhóm tội phạm do Dương Văn Khánh, tức Khánh Trắng cầm đầu, Tử Anh đã bị đàn em Khánh Trắng hắt acid làm hỏng một mắt. Sau khi phúc bồ bị bắt, Tử Anh bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến giữa năm 1999, Tử Anh mới bị bắt. lĩnh hình phạt tổng hợp 8 năm 3 tháng tù, với 4 năm quản chế sau khi thụ án. Về phía Phúc Bồ, sau khi cải tạo tại trại giam số 5, Bộ Công an Yên Định Thanh Hóa, đợt mùng 2 tháng 9 năm 2000, Phúc Bồ ra tù. Do nghĩ ngợi nhiều, cùng việc chồng và hai con đã chết, chị ta bị tai biến mạch máu não, dẫn đến bị liệt. Hiện giờ, nữ giang hồ một thời ấy đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi, Bách Liên Thiên Đức, thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Điều đúc rút kinh nghiệm từ chuyên án là phải nắm vững địa bàn, kịp thời phát hiện các phương thức thủ đoạn mới, đặc biệt việc nghe nhóm bằng tội phạm hoạt động có tổ chức để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, củng cố tài liệu chứng cứ chắc chắn, khách quan để bắt giữ được đối tượng cầm đầu thì mới làm tan rã được toàn bộ băng nhóm tội phạm, phân hóa được các đối tượng trong băng nhóm, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, gia đình đối tượng. Còn với Hà, đây có thể coi là một sự may mắn bởi khi băng nhóm của Phúc Bồ bị triệt phá thì Hà không còn dính dáng gì đến nữa. Trên đây là hồ sơ nữ quái Hà Trại, phó tướng của bà Trùm Phúc Bồ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.